Cái này không biết là cái gì đây. Nhìn giống như một con cá mà nó cá lâu rồi bạn, cá cổ rồi các bạn. Nó được khai quật từ năm 1878. Cái này là một cái bình, giống như một cái bình. Thông tin ở dưới này. Bạn nào mà gọi biết đọc thông tin thì cứ đọc ha. Mình thì đã qua đi tham quan và mình quay lại cho bạn coi. Thông tin về cái này nhìn cũng như cái sọ người của các bạn. Nhìn cũng y chang cái sọ người. Ở đây là khai quật nè. Ở đây là cổ. 1650 đến 1650. Cái bình cổ. Bình này không biết từ thời từ cũng lâu rồi bạn. 1977 người ta khai quật được nữa bạn. Người ta khai quật được ha. Đây là một bức tượng này. Không có gì một cái thông tin này hết. Đây thông tin bức tượng này đây. Đây bức tượng. Hình như bức tượng đó đúng rồi, bức tượng 10 giờ nó đã lâu lắm rồi các bạn. Rồi đây giống như là cái nữ hoàng Ai Cập các bạn. Bức tượng này, bức tượng nguyên vẹn của nó là như thế này đó bạn, nhưng bây giờ nó chỉ còn được cái đầu này thôi. Rồi mình đi vô đây mình coi. Bạn thấy vô này có xác ướp nè. Hay xác ướp nè bạn. Xác ướp. Xác ướp đó bạn. Bức tượng đồng nhỏ. Mình vô trong này mình coi trong này có gì. Bức tượng đá này mình cũng to. Hay một quá đẹp à. Ta nói trồng cái đất ướp mà ta mô phỏng như này các bạn. Đây những cái bình, đây những cái vật gốm xứ gì đây, nhiều thứ lạ quá. Giống như cái bình nước quá. Gốm xứ nè, đây có thể những loại gốm xứ nè. Sứ nè. Bây giờ mình đi qua bên này. Nhiều quá các bạn. Thank you.
cái những độ đúng bánh xèo quá. Đây có bạn. Rồi giờ mình đi ra. Quá đẹp. Bây giờ mình đi ra các bạn ha.